Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh điện tử Anh Nguyễn Hải Dương à, Quay lại với clip buổi tối ngày nay Anh Nguyễn trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn Đó là những mẫu vang số cực kỳ cao cấp Đến từ thương hiệu DB Algotic Và hiện tại bây giờ em đang sở hữu hai mẫu vang cao nhất Của đời DB Đó là uh, DB Gotic Có một điện là S 750 và mã thứ hai đó là mã S600 à, mã 750 thì nó sở hữu cái màu đó là màu màu bạc rất là đẹp vỏ nhôm và mã thứ hai là mã S600 thì sở hữu màu đen màu đen rất là huyền bí thì đây là hai mẫu vang có thể mệnh danh là à, các ông vua lớn trong ngành giải trí hay là còn, còn gọi là trong ngành karaoke bởi vì nó sở hữu một cái phần mềm cực kỳ mạnh cực kỳ mạnh Đấy. nó đáp ứng được tất cả các dòng loa tất cả các phòng hát tất cả các dòng mic luôn luôn cho một chất âm cực kỳ tinh tế sâu sắc và đầy đủ hơn nữa về đường mic của những dòng vang mà đến từ hộ db bao giờ cũng hay thứ nhất là gì vật rất là sang sâu và mềm tiếp theo là eco nó ngọt lịm đấy ngọt nịm và có khả năng chống rút ít cực cao nên bác nhìn đây đây là mẫu hôm nay em nhập số lượng là khoảng tầm 10 con 10 con vang DB Augotic có mã là S750 thì đây là một dòng vang do công ty Chi Bát sản xuất mà công ty Chi Bát là một công ty hàng đầu về sản xuất các thiết bị âm thanh số một sản phẩm chính hãng nhé đây chính là tem bảo hành điện tử và có cả địa chỉ website và mã kích hoạt bảo hành số điện thoại nóng của công ty Đấy. cổng ra nó sở hữu tất cả là có 8 cổng ra và 8 cổng ra này thì các bác muốn xét cổng nào left right hay center hay là súp hay là sâu dầu cũng được cả bởi vì mỗi cổng ra này nhà xuất đặt cho bác là 8 lớp Đấy. nhưng thông thường em xét là cổng 1, 2 left right à, 3, 4 là à, S, R, S, N. À, cổng 5 là center cộng 6 là là xúc cộng 7 cổng 8 là SPG SPL đó hỗ trợ hai lỗ bức đằng sau hai đường AV và về phần quang thì hỗ trợ cả đường quang vào và đường quang ra à, nguồn à, nó là nguồn à, auto volt tức là có thể chạy từ điện áp 90 đến 250 một sản phẩm chính hãng Thấy bác trường có đẹp chưa cái chất của nó đẹp rất là sang trọng nếu đặt vào những bộ cấu hình đẹp mắt rồi những cái phòng khách đẹp thì đương nhiên cái vàng sẽ tôn cho bác lên rất là đẹp đấy dòng vàng có thể nói là dòng vàng cực chất lượng luôn dòng thứ hai đó là dòng vàng cũng đến từ hãng DB Autic thì chiếc vàng này phần mềm nó thì nó yếu hơn phần mềm này một chút nhưng với bọn em thì những cái con vang này là phần mềm nó quá đủ để cho mình xét phòng xét loa rồi nó chiếc vang S600 thì đây chính là phiên bản sau của của, của chiếc vang Shiso 108 Plus bác nhá rất là đẹp luôn nó có màu đen rất là quy phái và sang trọng mà cũng là một sản phẩm chính hãng đem bòi hành điện tử mã quét QR mã vạch và số điện thoại phía sau nó cũng vậy thiết kế giống hệt như con vang DB 750 cũng có cổng mic đằng sau AV có 8 đường ra và có cổng quang vào ra ở đây là sản phẩm mới tinh mới nhé thì với chiếc dòng vang S600 này thì em đã cung cấp rất nhiều ở thị trường rồi các phụ kiện đi kèm nó thì bao gồm như sau thế là một một, hộp này vào đây. đây là cái hộp 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 này sẽ bóc qua xem nhé rất là đẹp luôn hộp giấy in trong là một cáp nguồn này Đấy. một cắp buồn một tay em cầm điện thoại em bóng rất là khó một cắp quang và dây chạy phần mềm dây bộ hành của hãng đây là vàng với rất là đẹp luôn à, chiếc vàng uh, S750 cũng vậy cũng đầy đủ phụ kiện để kèm như chiếc vàng SO trăm, à, Các bác có nhu cầu Hãy lệ với em theo số điện thoại 0936 583 110 Cái ưu điểm ấy Khi các bác mua vang bên em Thì các bác về bác không cần phải cân chỉnh Tức là bác cứ cắm vào Là hát và cắm vào là nghe nhạc Đảm bảo 100 con vang em gửi đi Thì khả năng chỉ quay lại một hai con vang Là nó không hợp phòng Hoặc là không hợp mic Thế còn đa phần đi 100 con thì được à, tới 98 con bác nhá. 98 con vàng là các bác đều khen. Đều rất ok. Tức là khi mà em làm vang thì là em rất là cẩn thận là cụ thể hóa về loa về mic nhà bác dùng cái gì. Sau đó em sẽ sẽ áp thì nó gần như đạt tới về nhà bác đạt tới tầm 90%. Có những cái đạt lên 100%. Nhưng có cái chất âm đạt 99%. trăm. cho vậy các bác an tâm khi sở hữu những chiếc vàng số này em tức là bác chỉ có nhiệm vụ mua bỏ tiền ra mua về thưởng thức âm thanh chứ việc cân chỉnh xe áp là bên em hoàn toàn làm hết cho bác về kỹ thuật luôn, về chất âm luôn do vậy các bác khi mua vàng số bác hướng những người mà hai là vàng số và có kinh nghiệm làm vàng số thì cái sự thành công sẽ là một trăm phần trăm bên cạnh những dòng vàng số này thì em có rất nhiều vàng số như của có, có mỹ như st c 9 x 6 vân vân rồi là JBL 250 tức là em là một trong những người tức là thường xuyên thường xuyên à, thích công nghệ cao và thích âm thanh số bởi vì âm thanh số là một trong âm thanh chi tiết nhất hay nhất sắc sảo nhất Đấy, công nghệ cao thì các bác cũng lên là mình theo thì bao giờ cũng được hưởng những cái cái tiến bộ cái hay nhất à, các bác nhu cầu liên hệ với em số điện thoại 0936 năm trăm ba một không hãy chào cháu quá